Hôm nay một ngày cuối tuần của đầu tháng 10 dương lịch, Hèn với lại team đang đi đến chơi ở cánh đồng Điện Gió Bạc Liêu. Hay lần đầu sông đất Bạc Liêu nha. Khu vực này thì người ta không cho bay flycam, thành ra không sử dụng được. Thôi thì livestream để cho các bạn cũng xem. View rất là tuyệt vời luôn. À, cánh đồng điện gió lớn nhất miền Tây ở trên biển nha. Toàn bộ công trình được xây nổi ở trên mặt biển hết. Khá là nhiều bạn trẻ, mặc dù rất là xa nhưng mà nhiều người ở Đồng Nai với thành phố cũng ghé đây chơi, chụp hình check in các kiểu. Đây, trời thời tiết rất là đẹp, không có nắng gắt. Trời cũng đang chuyển mưa nữa, thời tiết rất là mát mẻ luôn. Ngày đi nhiều cánh đồng điện gió rồi ở Mũi Né với ở Ninh Thuận, đó là xây trên đất liền ở ven biển nhìn cũng khá là đẹp. À, đây là cánh đồng điện gió độc nhất xây dựng trên mặt biển. Mỗi nơi có một cái cảnh đẹp để cho các bạn thăm thú tham quan. Em xin kết thúc cái clip ở đây nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.